Ui, ăn một bịch tươi hè. Hay là cắt hết. Thôi. Bịch tắm đắm. Đừng có ngoài mình nghe được cái tiếng hoạt. Anh biết khoảng cách mà lúc mà bay đang lấy đàn ở lắm. Mình chả. Trung rau rá có hai nhờ là muốn được không? Được không đủ thêm miếng này đi cho hàng rồi ok bỏ đi đã anh nha để đùa lần kia đùi bò đúng không? Ok anh cho anh lấy thịt xong rồi cái này. Quá ấm quá tuyệt vời luôn đúng rồi leo là phải sau khi mần xong là phải kéo lành ngay nó muỗi đúng rồi nồi đuôi heo đuôi sục quá tuyệt vời luôn nóng quá. Nóng quá. Wow, thịt nóng ngon. Thịt kêu luôn. Cho con tính vài miếng này. Rồi, anh em đâu? Chuẩn bị đi, lấy bía đi. Cắt ít dưa chuột này. Dưa chuột thì một người làm cái quả luôn đi. Rồi, lên bia. Anh đâu? Yo. Anh à. Mời anh em nha. Chào ơi, đạo. Anh đạo, đéo chứ được. À. À, cảm ơn Chúa đã ban phước lành cho chúng con và cho con thịt gặp mọi tay. Amen. Thiệt đấy. Thiệt đấy. Wow, cái thân thịt này nó bắt đầu sàn sàn lại này. Mà nữa mà nhức nách biết luôn. Đồ đấy tránh thì tránh mấy cái trái kim chi đâu? Củ cải đâu?
tránh thì rau với ít kim chi vào đây vui. Đó, cho anh vay một nam bò nón bò đấy đấy, bò được ngay đấy, cho vụ bốc bốc với đó, vay lạt đó, đó rồi đẹp, được chưa? Rồi kịp chí không? Cho ây u con này nhặt kiểu cái đen vô đây đây nhá. Con này mười kiểu ráng phải có cái kem à, cắt cắt bò trong hồ ấu luôn. Rồi, ta sẽ dùng cái cây đây. Xà lách không? Có chứ. Xà lách, xà lách, xà lách. Rồi. Thịt luống. Có rồi, sống rồi trời. Không. Lấy đuôi khác. Ừ. Bỏ vào đây luôn. Để chờ khỏi khỏi khỏi, cho anh kiếm, kiếm chim á. Bú mắt. Đi. Đi đi đi. Đưa đây, đưa đây. Đi, đưa viêm quá. Thử cái viêm từ, đây. Từ, từ gấp luôn anh. Kim chi có vẻ còn ngon hơn ngoài nhà anh làm không? Đã rồi em mua siêu thị đấy, đã ăn mua mà biết. Gấp ra đây ha. Đấy, okay. Đó, gấp ra một ít bò này nữa. Rồi. Rồi anh lại thêm một cái gì nữa. Để chắc là mà cắt thịt mà bò bên đây cho mẹ bạc ra vừa. Ok. Rồi, anh chuyển cái nha. Mười anh. Gom 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 này rồi nhá. Chóc này anh em ta lên sai ngủ con chó thanh mượn cái chỗ này bỏ cái lều ngủ nữa nè. Ừ. Chó sạch lại này ha. Ừ. Ngon quá. Ngon không? Mới đẹp. Hôm nay là anh Nhật là đầu bếp phụ thôi. Ừ. À, anh hôm nay Thanh là xuất sắc để anh cắt thịt bò hàng bên. Sao anh em bỏ được hả? Để thôi nó cắt sau không? Đấy là bài anh em. Ừ. Rồi, rồi. Thanh đứng bình luận thì phải chuyển tiền đúng không? Để cho em mình có người yếu đắng tính hình lừa lọc gái vù tí ấy này à nghe à. Đưa ra mân mạng ra muốn vụ ăn ạ cho nghe cái đã đưa mở một mất trùng vang đấy đóng thùng á hả đóng nắp thùng á tô có cục kích mở đi ăn này nộp rồi 20 nghìn thêm gì cày cày thay nhá ngon. Ôi, anh không anh này anh đưa cho em á rồi anh Đi xe có bếp bún lính không? Có. Hello. Ây dù. Đấy. Thịt nướng này. Anh em này. Thịt nướng này. Kim chi này. Cucumber này. Đấy. Mẹ, cuồn này. Rolling này. Này in the deep này. Đấy. Cuồn sâu này. Anh chó bom bom này. Lêu mạc à giờ đâu cũng biết đâu rồi nè rồi mã kiến tấm giờ là Thanh vẫn chưa uy tín nhánh hè. Đây, đây là thịt kim chi. Wow. Bỏ cái bếp ga lên trong này. Thỏa đã đúng không anh? Thịt được quá ngon. Thịt ngon. Được bình thường. Ngon bình thường. Anh. Mong vậy là ngon nhất nách. Dễ như nhỏ nhỏ. Yeah. Phân biệt đối xử hả? Ừ. Mặt quay đi đâu khẳng ăn. Ờ. Đấy chứ là. Cái gì là hả? Ừ. Đấy nhà mình làm quá. Cái đuối đi. Để chỉ cho ăn rào được rồi nè. Em làm cái đuối. Ngon. Anh mình nên na kim đường đang đóng đấy. Dạ. Mông mông mông. Bỏ hết chó với. Đưa gì ở đây? Đưa gì ở đây? Đưa gì ở đây? Đưa gì ở đây? Mông mông mông. Bục luôn, bục luôn. Đưa gì ở đây? Đủ giáo mà làm cơm đầu cả thì mấy kim này đó. Phân phản đó ha. Đấy cái đắng nè, đấy. Được được. Đấy đấy thu quỷ đấy thôi. Chân lệnh. Còn một chi cắt nữa không? Hả? Chân lệnh ấy cù đi mẹ. Mô cái chiêu lôi dùng chân lệnh. Cù đi chân lệnh toạt. Cù đi được cái chân lệnh nữa ha. Vô. Để mẹ hỏi lại cù đi mẹ. Đồng quá, đồng quá.
Rồi ơi. Đóng thiệt. Mình quá học được chút chứ. Đúng rồi, hay quá anh em. Đang nghe rửa thì cũng bình thường này, tưởng ở Tài Phóng đâu là. Tài Phóng là bị lên rồi bị vui. Cầm cả cục nó nghe nóng. Mất cầm giả cái luôn. Rồi anh Hẳn. Hơi nhỏ không? Đẹp ạ, cắt đi ra đẹp. Rồi. Anh cắt như kiểu thịt dê luôn. Ok. Nó tan, đấy là quả ta. Ừ. Bỏ bớt một cái rau ở đây đi, đi toàn toàn hai anh em. À, bỏ rau bên đi đi. Để rau không dám lên thân dòng ngang tỷ hả? Đó, để cho em bỏ cái gì em lôi ra mặt tiền và dân lúc đó đi nhặt chỗ. Nam đâu xấu quá chỗ. Đây đây đây, của Thanh đây. Nóng hồi này. Đây của anh Minh Thàn này đó. Ok. Thanh đó. À, cái thịt này, thịt chi đi. À, quên. Cái món này dây bạc này cực ngon luôn đấy. Món này món chi không biết hả? Món xăng rồi chứ. Món nuôi anh. Đây à, cái này là thịt dây bạc giả cây. Thịt nó giống như kiểu thịt thịt mà thịt mé. Ngon đấy. Thịt mỡ cũng được ấy nữa nhưng mà dê bạc đó là hẳn hẳn ngon rồi. Ngon này. Món này nha, hay ăn lắm này. Thế nhưng mà còn đậm nồng kim chấm. Nồng kim chấm nữa đều. Món này ngon nhất trong các món hôm nay. Em đi siêu thị mà hết đậm ấy. Nó cay lên một tí mà còn thêm chiếu nữa đỉnh luôn. Thì gió không có điếu đó. Ừ, ngon đấy, anh thích cái hương vị đi. Mềm, thơm, ngọt. Cái trái nước chấm, cho em xin cái trái nước chấm đấy. Cái đi ngọt tiếu và nấm kim chấm bò bố nữa. Rồi, món này ngon. Bà trái ông sao một làm món này. Không, cái món này mà bình ngon là bình ăn không? Sao làm thịt bò hết? Thịt bò, thịt bò mà bò ít me vô nữa. Ui dạ. Đúng, chuẩn, thịt bò bò tiếu với me nè. Đừng đưa lên hình hả? Đây luôn. Đây, đây là thủy con lục chiến đi. Uống nước lọc. Linh thủy đánh bô. Uống nước lọc. Thì là Trần Thủy. Linh thủy đánh bô. À. Ngon quá. Thà là lấy cái gì cho cái này ra luôn nha. Không phải. Thì nó có lẽ để đến cho nóng anh ạ. Con thịt đến đấy nè. Bỏ lên đi, hoặc là bỏ lên đi, lấy cái đùa mất đó đấy. Đánh ăn bằng giêm đúng không? Giêm đuối héo. Không bỏ qua ăn biến kệ, nóng chật ban đấy. Bỏ xuống dưới đất không là gạc lên nó bếp luôn. Đầy vung lại đi. Ờ gạc lên luôn, thịt cho lên luôn. Thế chỗ đây. Như đi. Dạ, xong cả ra miệng này. Chà, cái này bếp bỏ. Ngon quá. Được, bỏ lên đấy. Bỏ từ từ, để gắp đến cho con răng bò lên được. Lúc đầu là em định lấy chắc ba chỉ thôi. Thế chỉ cái hộp nó để lại. Dọc ra đây góc đi. Rồi. Anh Nhật này, tới sóng luôn à. Wow. Bỏ cái tảng lên luôn. Phải cắt đi chứ. Không, để nó luôn đi. Cho ăn từ đồng hơn nữa. Từ téo lại rồi mình từ cắt nữa. Anh téo téo lại thì được. Đấy là khẩu phần ăn của lính thủy đánh bộ này. Đấy, các bạn thấy chưa, một set của lính thủy đánh bộ này gồm có này ăn chắc lên này. Thịt nướng này, diêm nướng này, chim lươn này, rau này. Đấy, chim này. Đây, anh quay qua đây. Anh quay qua đây, đây khẩu phần của, khẩu phần ăn của người đang giảm cân này đó. Khẩu phần ăn này được hai miếng thịt với miếng rau. Cá chúa này đó. Khẩu phần ăn của người tăng cân này. Chúc ngủ ngon nha. Chúc ngủ ngon nha. Thank you.
mời chị Rupana lên nữa. Đặc sản buffet buổi sáng của dân anh em Công Bình. Hôm nay là lẩu thái nghe, ăn chảnh luôn. Đấy, lẩu thái đấy anh em. Ăn chảnh. Thái con là kim chi và đồ. Lẩu thái này, kim chi này. Hàn Quốc này, rau cải này, đấy, nước sôi này. Đuôi giò, đuôi heo này. Nhập khẩu từ Australia này. Từ thành phố Ready?